Nhà chức trách ở Hà Nội bên vực quyết định mở rộng hệ thống truyền thanh qua loa nhằm phổ biến thông tin đến người dân, bất chấp những ý kiến phản đối cho rằng hình thức này đã lỗi thời. Chính quyền Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, tất cả xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động ở cấp thôn, tổ dân phố và khu dân cư, thường được gọi ngắn gọn là loa phường, như một phần trong chiến lược của chính quyền thành phố về phát triển thông tin ở cấp cơ sở. Theo tìm hiểu của VOA, người dân Hà Nội trong nhiều năm trước đây đã khó chịu về loa phường vì xem đó là nguồn ô nhiễm tiếng ồn. Cách đây 5 năm, thành phố lấy ý kiến người dân về bỏ loa phường và trong cùng năm, ban hành một đề án giảm số cụm loa phường cũng như giảm thời gian phát thanh ở một số quận nội đô. Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương, trong một cuộc họp báo hôm 27 tháng 7, nói thành phố chưa hề dừng loa phường và rằng nhà chức trách chỉ thay đổi cách vận hành để thân thiện với người dân. Bà dẫn ra những lý do cho việc duy trì loa phường, nói rằng việc tổ trưởng tổ dân phố đến từng nhà dân để thông tin sẽ rất vất vả, trong khi phát thông tin qua loa người dân sẽ nắm được nhanh chóng công việc nội bộ của khu dân cư, các chủ trương của thành phố. Chỉ có loa phường mới đáp ứng được và đóng vai trò then chốt với các thông tin cơ sở, bà được dẫn lời nói. Để giải quyết vấn đề tiếng ồn, bà nói các kế hoạch mới sẽ duy trì số lượng loa ít đi và các địa phương căn cứ tình hình cụ thể để chọn vị trí và số lượng loa cần lắp đặt. Bà cũng trấn an rằng nội dung và thời lượng phát thanh sẽ được thay đổi mỗi ngày. Loa phường không phát quá hai lần, mỗi lần không quá 15 phút, dừng phát loa vào ngày cuối tuần, trừ việc cấp bách như dịch bệnh thiên tai. Hiện tại, Hà Nội có 579 xã phường thị trấn, với số lượng các đài truyền thanh tương ứng.